Và hôm nay cũng là ngày lễ có máu của làng Bà Giang luôn mọi người. Thứ hai thì lên một like và share cái kênh nhá. Thank you.
kiếm video nha. Ok, cảm ơn các bạn nhiều. Bây giờ chúng ta sẽ đi một vòng cái ngôi nhà má này mọi người. Đây thì họ làm cái nhà má này rất là đẹp mọi người nhé. Đây là theo phong tục cổ truyền của người dân tộc mình đấy các bạn ơi. Trên để tìm nhà má như thế này thì rất là mất công để mà hoàn thành. Ừ, dựng tay ngon rồi. Có em vô vấn đề.